trụ luôn ấy, vào xong lại bịt khẩu trang ốm lăn ốm lóc ra chỉ vì sao sao quá học coi như là chỉ cần mặc áo sơ mi mà chỉ vào xong coi như là bây đấy là từ đấy là thôi đấy, từ đấy không phải đấy chứ nếu mà hôm đầu tiên thì vào là vẫn phải đầu tiên hỏi đăng ký học bịt mặt cứ ra bịt mặt lạnh quá, lạnh quá xong lại bị cảm cúm nữa, lây cho cả cháu nhỉ, lây cho cả cô cô đây lạnh thế mà. Thế là bây giờ thì coi như là thôi vô tư. Nói chung là về là thu hoạch nhiều nhất lớp đấy. Chắc chắn là thế, chắc chắn là điều đấy là chồng của ông chồng à, hôm qua thì chồng đã bắt đầu là ngồi im để cho đánh sáu đường cái bạch huyết này, sáu đường bạch huyết và ngồi im không nói năng gì hết cả và cho đánh.